Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 10 sách Kính Diều. Bài tập cuối chương 1, phần tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 10 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 5. Dùng ký hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số. Câu A. Chúng ta có tập hợp A gồm các phần tử là những số x thuộc R, tức là những số thực x sao cho x lớn hơn âm 2, nhỏ hơn âm 1. Lớn hơn âm 2, nhỏ hơn âm 1. Như vậy tập hợp A là khoảng âm 2, âm 1. Cái dấu ngoặc tròn này thể hiện là chúng ta không lấy âm 2, không lấy âm 1. Chúng ta chỉ lấy những số thực lớn hơn âm 2, nhỏ hơn âm 1. Và hai cái dấu ngoặc tròn này thì các em đọc là khoảng. Nếu là hai dấu ngoặc vuông thì các em đọc là đoạn. Nếu một dấu ngoặc vuông, một dấu ngoặc tròn, hay là một dấu ngoặc tròn, một dấu ngoặc vuông thì các em đọc là nửa khoảng. Được chưa? Rồi, bây giờ các em biểu diễn cái tập A này trên trục số như sau. Cả trục số chính là tập R. Chúng ta lấy những số thực lớn hơn âm 2, nhỏ hơn âm 1. Cái dấu chấm này thể hiện là điểm 0 nha. Rồi, lớn hơn âm 2, nhỏ hơn âm 1, tức là chúng ta lấy trong cái khoảng này. Ngoài cái khoảng này thì các em gạch chéo bỏ đi. Tiếp theo là các em sang câu B. Tập hợp B gồm các phần tử x thuộc R sao cho x lớn hơn hoặc bằng âm 3, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Lớn hơn hoặc bằng âm 3, tức là chúng ta lấy cả âm 3. Nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức là chúng ta lấy cả 0. Như vậy, tập hợp B là đoạn âm 3, 0. Dấu ngoặc vuông thể hiện là chúng ta lấy cả âm 3 này, lấy cả 0 này. Hai dấu ngoặc vuông thì chúng ta đọc là đoạn. Hai dấu ngoặc tròn này thì các em đọc là khoảng. Rồi, các em đã hình dung được chưa? Và được biểu diễn là cả trục số là tập R. Rồi trên trục số các em lấy những số thực x thuộc R, có nghĩa là x thuộc tập số thực. Các em lấy những số thực lớn hơn hoặc bằng âm 3, lớn hơn hoặc bằng âm 3, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cái dấu ngoặc vuông này thể hiện là chúng ta lấy cả đầu mút này. Được chưa? Còn cái dấu ngoặc tròn này thể hiện là chúng ta không lấy đầu mút. Rồi, lớn hơn hoặc bằng âm 3, nhỏ hơn hoặc bằng 0 chính là cái đoạn này. Ngoài cái đoạn này, tức là phần còn lại của trục số thì chúng ta không lấy, chúng ta gạch chéo bỏ đi. Gạch chéo bỏ đi. Tiếp theo là các em sang câu C. Tập hợp C gồm các phần tử x thuộc R, tức là những số thực x sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nhỏ hơn hoặc bằng 1. Như vậy tập C là nửa khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 1, có nghĩa là các em lấy từ âm vô cực cho đến 1. Lấy từ âm vô cực cho đến 1. Dấu ngoặc vuông thể hiện là các em lấy cả 1. Được chưa? Âm vô cực thì nó không có điểm mút, bởi vì chúng ta không biết cái số âm vô cực là cái số nào, tức là nó không có điểm mút. Như vậy một ngoặc tròn và một ngoặc vuông thì các em đọc là nửa khoảng. Và tập C được biểu diễn là cả một trục số chính là tập R. Bây giờ các em lấy những số thực nhỏ hơn hoặc bằng 1,
Tức là các em lấy từ âm vô cực cho đến 1. Em lấy từ âm vô cực cho đến 1. Dấu chấm này thể hiện là điểm 0 này. Từ âm vô cực cho đến 1. Dấu ngoặc vuông thể hiện là các em lấy cả 1 này. Rồi. Cái phần lớn hơn 1 này thì chúng ta gạch chéo bỏ đi. Các em hình dung được chưa? Vậy tập C thì nó chính là cái nửa khoảng này. Từ âm vô cực cho đến 1. Tiếp theo là câu D. Tập hợp D gồm các phần tử x thuộc R sao cho x lớn hơn âm 2. Lớn hơn âm 2 tức là tập hợp D là khoảng từ âm 2 cho đến dương vô cực. Âm 2, dương vô cực. Hai cái dấu ngoặc tròn này thì các em đọc là khoảng nha. Một dấu ngoặc tròn, một dấu ngoặc vuông, các em đọc là nửa khoảng. Và được biểu diễn là chúng ta biểu diễn tập hợp D này trên trục số như sau. Cả trục số là tập R này. Lớn hơn âm 2. Lớn hơn âm 2. Tức là các em lấy những số thực x lớn hơn âm 2 này. Lớn hơn âm 2 tức là các em lấy cái phần này này. Cái phần này này. Cái phần không lấy tức là từ âm vô cực cho đến âm 2 là chúng ta gạch chéo bỏ đi. Chúng ta chỉ lấy những số thực lớn hơn âm 2 thôi. Dấu chấm này thể hiện đây là điểm 0 này. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga, gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, ban tổ chức chọn ra 16 đội, chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu loại trực tiếp đó, ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội, chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018. A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018. Thì tập này là tập A. Rồi. Sau vòng thi đấu bảng, ban tổ chức chọn ra 16 đội. Tức là trong 32 đội này, loại 16 đội. Chọn 16 đội. Thì B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng. Tập này là tập B. Tập B này, tập màu xám là tập B này. Sau vòng đấu loại trực tiếp thì ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết. Tức là 16 đội này tiếp tục loại ra 8 đội, loại ra 8 đội và chọn 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Thì C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết. Cái tập này là tập C này. Câu E là các em sắp xếp các tập hợp A, B, C theo quan hệ chứa. À, ta thấy là cái tập C này nó nằm gọn trong tập B. Có nghĩa là tập C là tập con của tập B. Tập C là tập con của tập B. Nói cách khác là C chứa trong B. Rồi. Ta thấy tập B này nó nằm gọn trong tập A. Tức là tập B này là tập con của tập A. Nói cách khác là tập B này nó chứa trong A. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã sắp xếp các tập hợp theo quan hệ chứa. Tiếp theo là các em sang câu B. So sánh hai tập hợp A giao C và B giao C. Trước hết là các em phải tìm tập hợp A giao C. Tập hợp A giao C là tập hợp gồm những phần tử vừa thuộc A và vừa thuộc C. Rồi các em quan sát những phần tử nào vừa thuộc A, vừa thuộc A và vừa thuộc C. À, ta thấy cái tập C này nó nằm gọn trong tập A. Như vậy, những phần tử vừa thuộc A mà vừa thuộc C
thì nó chính là cả cái tập C này. Như vậy là A giao C bằng C. Tiếp theo là các em tìm tập hợp B giao C. Tìm tập hợp B giao C tức là các em tìm tập hợp gồm những phần tử vừa thuộc B và vừa thuộc C. Vừa thuộc B này và vừa thuộc C này. Ta thấy tập C này nó nằm gọn trong tập B. Như vậy, những phần tử vừa thuộc B mà vừa thuộc C thì nó chính là cả cái tập C này. Bởi vì cái tập C này nó nằm gọn trong tập B. Do đó B giao C thì chính là tập C. Đến đây thì các em hồn nhiên các em kết luận là hai tập này nó bằng nhau. A giao C bằng B giao C. Tiếp theo là các em sang câu C. Tập hợp hiệu A và B gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào? À, hiệu A và B nó chính là một tập hợp gồm những phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Rồi các em quan sát xem là những phần tử nào thuộc A. Thuộc A nhưng không thuộc B. À, thuộc A này nhưng không thuộc B này. Nó chính là 16 đội bóng này. Đây là 16 đội bóng bị loại sau vòng thi đấu bảng. Được chưa? Tập hợp hiệu A và B gồm những đội bóng bị loại sau vòng thi đấu bảng. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Câu A. C chứa trong B, B chứa trong E. Câu B. A giao C bằng C. B giao C bằng C. Vậy hai tập hợp này bằng nhau. Câu C. Tập hợp hiệu A và B gồm những đội bóng bị loại sau vòng thi đấu bảng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.